Thôi em xin mến chào quý anh chị nha làm là em đây Thì hôm nay em đang đứng đây là mặt tiền đường nhựa thông Rộng 5 mét Của ấp Hồ Tràm Xã Phước Thuận huyện Siêu Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thì cái khu vực này là anh chị cũng phải thấy là toàn bộ là biệt thự Nhà vườn đối diện mình là cái um, Hôm tay Nhà vườn lớn lắm quý anh chị ha Đối diện nha quý anh chị đó là cái hàng cây còn mình là đây miếng đất của mình đây quý vị ha ngang là 11 m sâu vô là một cạnh 19 m 8 một cạnh 19 m 2 quý vị ha đất mình là dung dứt nha quý vị đó, không bị tốt tiết quý vị ha cách cái đường ODA hồ tràm khoảng độ tầm trăm mét thôi thì cái đường này đường ODA đó là quẹo trái là đi về trung tâm Phước Bửu đi ra quốc lộ 15 đó, về bà tô siêu mập cầu quẹo phải là đi ra hồ tràm khoảng độ tầm 2 km là tới biển hồ tràm rồi thì chút nữa em sẽ quay chi tiết cho quý vị xem luôn ha Đó, thì hôm nay em có cái biệt thự ngay đây nha quý chị thì từ đây anh chị có thể đi đi xe đạp ra biển đi khoảng độ tầm một phút là đến thôi quý chị ha rất chi là gần nha quý chị đây Đó, đây là miếng đất của mình này Đó, thích hợp anh chị xây biệt thự nhà vườn ha Tại vì cái lô đất này là lô đất biệt thự nha quý anh chị. Ngang 11 m mà sâu tới gần 20 m quý anh chị ha. Đó, tổng diện tích của mình là 213,7 m trong đó đã có là 100 m thổ cư quý anh chị ha. Đó, đây là cái đây là cái hình những cái hình ảnh, những cái thước phim mà em quay phải là cam là chi tiết của biển hồ Tràm quý anh chị ha. Đó, bên này là biển nè. À, đây, đường mình là đường thông nha quý anh chị Đường nhựa, nhưng mà đường này là đường vào trong khoảng độ tầm à, 3-400m là tới đường bê Tông Nhưng mà đường thông, à, không có phải cục, nên là quý anh chị an tâm ha Đây, mình là sát sau lưng cái dãy biệt thự này nha quý anh chị à, Đây, vị trí đất của mình đây quý anh chị ha à, Ngay cái tay em chỉ nha quý anh chị à, Đối diện anh chị theo, nguyên một cái nhà vườn này à, Nhà vườn, hôm tay nghỉ dưỡng cực kỳ mát mẻ luôn quý vị Đó. Đó. cách biển bãi tắm chỉ có khoảng độ tầm hơn một km thôi quý vị ha Đó. là đã đến rồi nha quý vị Đó. hơn một km là tới biển bãi tắm hồ tràm luôn nha quý vị Đó. Đó, rồi thì bây giờ em xin mời anh chị theo chân em đi ra biển hồ tràm ha Đó, một cái biển rất chi là đẹp luôn và à, kinh doanh buôn bán rồi rất chi là sầm ức nha quý vị rồi chợ đêm Đó, Ở đây Đó, anh cái khu này là anh chị làm cái biệt thự nhà vườn này. quá tuyệt vời luôn ha đối diện bên kia là nguyên một cái khu rừng sinh thái nha quý vị là cái lá phổi của hồ tràm rất chi là rộng ha à, đây là đường này. oda anh chị quẹo trái là đi về phước bửu nè đó, đi về xuyên mộc ha còn phải phải đó, là anh chị đi về à, biển hồ tràm nha quý anh chị đó, đây anh chị thăm à, khách sạn này khách sạn rồi hôn tây rồi nhà vườn đó, đường này thì quá chi là đẹp rồi từ nhà mình từ đa lô đất của mình đi ra cái đường này thì chỉ có khoảng độ tầm chưa tới 100m mét nha quý anh chị đó thì cái khu vực này nha thì hai bên giá của nó cũng phải là 1 tỷ đến hơn 1 tỷ một mét ngang rồi nha quý anh chị Đó. còn lô đất mình vào chỉ có 100 mét thôi mà 11 mét mặt tiền mà giá chỉ có là 3 tỷ 3 nha quý anh chị Đó. 3 tỷ 3 thì anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này và sản phẩm đất hồ tràm này thì liên hệ cho em ha Đó. này khu vực này mình gọi là đất biển hồ Tràm nha quý anh chị Đó. hơn 1 km thôi là anh chị sở hữu ngay một lô đất đó, cách biển hồ tràm chỉ có là hơn 1 km nha quý chị Đó, đường này anh chị thấy đường này là mới vừa à, xong nè đèn đường chiếu sáng vỉa đại rất là đẹp ha Đó. đây trước mình là à, đối diện mình là bắt đầu lại cái cái à, bắt đầu đi vào biển hồ tràm rồi nha quý chị Đó. bây giờ em sẽ quay vào luôn biển cho quý vị xem ha đường này là đường ven biển nè À, à, vũng tàu bình châu anh chị gọi trái là về la ghi bình thuận ha đó, còn bên phải là về à, vũng tàu nha quý chị về, à, về lộc an về phước hải ha đó, đây Ở đây là những có những cái công trình đang xây này đó, những khách sạn quý vậy ha đó, đây là đi ra bên tay trái mình toàn bộ khách sạn không đó, đó, đi thẳng là đi ra biển luôn nha quý chị đây là gọi là cái khu phố đi bộ ha rồi chợ đêm rồi nói chung là cái này là tối rất chi là sầm ốc đây quý vị ha đông vui và sầm ốc ha Đó. đây là anh chị đi ra biển luôn Đó. đây là gọi là biển hồ tràn quý vị ha Đó. thì mình từ đất mình đi ra cái khu vực này khu này quảng trường Đó. khu này tối rất là vui nha quý vị tối chiều là vui đông vui lắm quý vị ha Đó. đây là biển bãi tắm đây quý vị ha rồi À, anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này hả, lô biệt thự này thì liên hệ cho em nha à, cái khu vực này lúc trước là chủ mua vào là 4 tỷ mấy rồi nha quý chị à, hơn 4 tỷ rồi đây là cái số gì nhỉ, ha xã Phước Thuận huyện siêu Mật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích là 213 mét vuông sử dụng riêng đất ở 100 quý anh chị ha đất là phù hồng hết nha quý anh chị Lên thổ cư đất mình là có thể lên full hết thổ cư được ha Đã có trăm mét thổ cư sẵn rồi nha quý anh chị ha đây là biển và tắm hồ tràm đây quý vị ha thì mình là ngay vị trí chấm đỏ là vị trí của đất mình nha quý chị mình có đây là có nhà thờ giáo sư hồ tràm này đó. khu vực này thường em thấy em thấy em thấy là toàn bộ là những là nhà nghỉ khách sạn hôm tây nhà vườn hết quý chị ha còn cái khu vực đây cái khu vực resort cái khu này là khu dự án quý nhà villa này đó. cái khu này giống khu của Novaland hồ tràm nha quý chị đó. À, Còn mình là em quay ra tới quảng trường này Đó. À, biển hồ tràm này nắng vàng biển xanh quý ha ngay đây nha quý chị thì mình cách khoảng độ tầm hơn một km là đến quý chị ha mình là ngay đây nha quý chị thì cái đường ODA này nè, ONA này, cái đường này là kết nối từ biển Hồ Tràm đi vào thị trấn Siêu Mập. đi vào Bà Tô Siêu Mập quý nhà ha. đây. Đó, coi như là mình là trung tâm của Hồ Tràm rồi. À, thích hợp anh chị làm biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng này. à anh chị nào mà thích cái sản phẩm này thì liên hệ cho em nha, giá chỉ có là 3 tỷ ba, còn bất nhạy nha quý anh chị. Rồi.